Âm thanh Bumpmaster có nghe có hay không mọi người? Lộc vừa để một đoạn nhạc ngắn để mọi người nghe thử về cái loa Bumpmaster và Lộc sử dụng bằng một cái điện thoại để ghi âm lại cái âm thanh của loa Bumpmaster và Lộc thấy rất là hay và Lộc nghĩ là mọi người cũng đánh giá là cái loa Bumpmaster này rất là hay. Hôm nay Lộc hân hạnh giới thiệu đến cho mọi người một chiếc Maybach S560. Chiếc xe này thì chắc là Lộc không có giới thiệu gì nhiều bởi vì những người sành về xe, những người chuyên gia về xe này thì nắm bắt rất là rõ về công nghệ, về tính năng và về chiếc xe. Thì bây giờ Lộc nói sơ qua là xe thì mà 4.0 với mã lực gần 500 mã lực và mô men xoắn thì tầm 700. Máy thì là V8 rồi đó. Và nó có cái chiều dài cơ sở khá là ấn tượng là đến 5,4 m, chiều rộng cũng gần 1,9 m. Thì đó là một cái chiếc xe mà dành cho những vị chủ nhân là những ông chủ lớn, là những doanh nhân và những người thành đạt. Thì hôm nay Lộc chia sẻ đến mọi người chiếc xe này, có lẽ là công nghệ hay là những cái tính năng thì Lộc có thể Lộc không có phô trương ra hết cho mọi người, không có show hết mọi người, nhưng mà chúng ta có thể là chia sẻ về cái giá. Và cái chiếc xe này cũng có một điểm là biển số rất là đẹp, tuy nhiên biển số này thì chắc có lẽ mà khi mà mua lại thì phải đổi biển số vì là xe biển số liên doanh. Thì hôm nay Lộc sẽ chia sẻ đến mọi người nha. Mọi người thấy đèn LED của chiếc xe này như thế nào ạ? Rất là sáng phải không ạ? Và đằng trước nó những cái thanh rôm mạnh mẽ, biển số đẹp không ạ? 12368. Rồi, chiều dài chiếc xe này đến 5,4 m luôn nha. Và cái mâm đây là một cái mâm 20 inch, một bộ mâm đặc biệt dành riêng cho dòng Maybach. Ngay cái cửa mà bước lên là chúng ta thấy có chữ Maybach nó rất là đẹp và sang trọng. Ghế đây là ghế da cao cấp, ghế da này là thuộc loại cao cấp nhất rồi đó mọi người. Đó. Nhìn cái bộ ghế da thôi chúng ta thấy nó khi mà ngồi vào nó êm biết chừng nào. Về cái khởi động, cái nút khởi động rất là sang trọng. Chúng ta nhìn vào thấy không? Nó thiết kế sang trọng. Đây thì cái phần điều hòa, phần và một cái đồng hồ giờ đây cực kỳ là sang trọng của Thụy Sĩ. Đây chúng ta phần điều chỉnh này, mọi người thấy không? Khác biệt và đẳng cấp. Loa Bumpmaster lúc nãy Lộc có cho mọi người nghe là rất là hay. Mình cảm giác như là ở trong một cái khán phòng để mà nghe nhạc vậy. Đó, đó, Lộc quay rồi chụp hình cho mọi người những chi tiết từ đèn LED cho nên hệ thống đèn auto hay là màn hình phía sau rồi những cái màn hình để xem giải trí nè ở phía sau. Thì chiếc xe này nó dành cho những cái người ông chủ ngồi phía sau nhiều, nó thượng lưu đẳng cấp. Ghế thì chỉnh điện đầy đủ hết tất cả các thứ và đây là cửa sổ trời, sunroof của nó có thể đổi màu. Ở đằng sau này nó cũng có rèm rồi đầy đủ các thứ ở trên các cánh cửa. Chiếc xe này thì mình không bàn cãi về những cái thiết kế của nó nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ về cái giá cả. Cái bàn làm việc phía sau đó, rồi ly để uống nước uống rượu phía sau này. Dàn lạnh thì bốn vùng độc lập, rồi tủ lạnh phía sau. Nói chung là Lộc chia sẻ video này đến cho mọi người và Lộc cũng muốn bán cái chiếc xe này, vì vậy tất cả những khách hàng nào muốn mua thì hãy liên hệ với Lộc nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào mọi người.